Laudetur Jesu Christus, ngợi Khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Đánh Nga ở chỗ đau nhất, Ukraine thắt thòng lọng quanh Crimea. Tờ Politico có trụ sở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Hitting Russia where it hurts, Ukraine tightens the noose around Crimea. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Vân. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Oleksiy Hromov cho biết Ukraine đang ngày càng gây khó khăn cho Nga trong việc tiếp tục cung cấp cho bán đảo Crimea bị sáp nhập một cách bất hợp pháp nhờ một chiến dịch đang diễn ra nhằm vào hệ thống phòng không, hỏa xa và đường thủy. Cuộc tấn công mới nhất xảy ra hôm thứ Bảy 1 tháng 6, khi một chiến dịch chung của Hải quân và tình báo quân đội Ukraine tấn công một bến phà và một kho dầu tại cảng Kharka, nằm ở phía eo biển Kerch của Nga, phân chia Crimea với Nga. Và giờ trước đó, quân Ukraine đã tấn công phía Crimea vào bến phà Kerch, làm hư hại hai chiếc phà hỏa xa. Avangard và Konotrader vốn rất quan trọng đối với khả năng của Nga trong việc cung cấp hàng hóa cho Crimea. Cầu eo biển Kerch đã bị hư hại đáng kể sau một loạt tấn công của Ukraine vào năm 2022 và 2023, khiến cầu không thể tiếp nhận lưu lượng hỏa xa lớn. Điều đó có nghĩa là Nga không thể sử dụng nó cho hoạt động hậu cần quân sự như vận chuyển xe thiết giáp hạng nặng. Thuyền trưởng Trung tá Dmitry Polanchuk, phát ngôn nhân Hải quân, nói với Politico, điều đó buộc Nga phải dựa vào các tuyến đường bộ và hỏa xa xuyên suốt Ukraine bị tạm chiếm. Điều này khiến xe lửa và xe tải rơi vào phạm vi tấn công dễ dàng hơn của Ukraine. Xét đến thực tế là tuyến hỏa xa mà Nga đang xây dựng xuyên qua các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine vẫn chưa hoàn thành. Chiếc phà dân sự này là tuyến đường hậu cần chính của quân đội họ. Pletenchuk nói thêm, dịch vụ hậu cần trên biển của họ cũng đã ngừng hoạt động từ lâu sau khi Ukraine phá hủy 4 và làm hư hỏng 5 tàu đổ bộ của họ. Cuộc tấn công này là giai đoạn mới nhất trong chiến dịch phức tạp của Ukraine nhằm làm cho việc Nga nắm giữ Crimea là không thể đứng vững được. Bên cạnh việc tấn công vào hậu cần, Ukraine còn sử dụng máy bay điều khiển từ xa trên biển và hỏa tiễn ven biển để tiêu diệt hoặc làm hư hại ít nhất 27 tàu chiến và một tàu ngầm của Nga. Kyiv cũng đã tấn công các phi trường và căn cứ hải quân của Nga, buộc Mạc Tư Khoa phải di chuyển hạm đội của mình về phía đông dọc theo bờ Hắc Hải, tới cảng Novorossiysk của Nga. Hệ thống phòng không của bán đảo cũng đã bị suy giảm với các cuộc tấn công liên tục. Pletenchuk nói, chừng nào quân xâm lược Nga còn ở Crimea của Ukraine, thứ gì đó sẽ phát nổ định kỳ ở đó. Người Ukraine đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa, tự sản xuất và hỏa tiễn tầm xa Neptune để tấn công Krasnodar của Nga vào đầu giờ thứ Bảy. Bộ Tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công vào phía eo biển Crimea đã sử dụng hỏa tiễn ATACMS do Mỹ sản xuất. Điều đó phù hợp với các quy định của Washington đối với Ukraine nhằm hạn chế việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trên lãnh thổ Nga cho đến khu vực phía bắc thành phố Kharkiv. Kyiv cho biết các mục tiêu chính đã bị tấn công. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không hiện đại và hiệu quả của Nga một lần nữa tỏ ra bất lực trước hỏa tiễn và hệ thống điều khiển từ xa của chúng tôi, đồng thời không thể bảo vệ các cơ quan quan trọng được sử dụng cho hoạt động hậu cần và cung cấp của quân đội Nga. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 hỏa tiễn chống hạm Neptune và 29 máy bay điều khiển từ xa trên khu vực Krasnodar, nói rằng họ đã ngăn chặn được một cuộc tấn công khủng bố của Ukraine. Kyiv đã thẳng thừng bác bỏ tuyên bố đó. Ukraine không tấn công các mục tiêu dân sự, mà chỉ tấn công các mục tiêu mà Nga sử dụng cho mục đích quân sự. Pletenchuk nói, người Nga đã hênh hoang bắn rớt cái này, hạ gục cái kia của chúng tôi, nhưng không bao giờ dám nói về các thiệt hại, vì họ biết chúng tôi chỉ tấn công các mục tiêu quân sự. Veniamin Kondratyev, thống đốc khu vực Krasnodar của Nga, cho biết tất cả các máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã bị trấn áp và không có nạn nhân nào được báo cáo ở bất cứ đâu ngoài nhà máy lọc dầu. Tình hình ở quận Tembryuk nghiêm trọng hơn. 3 bồn chứa sản phẩm dầu bị hư hỏng và đang cháy ở đó. Vụ cháy đã được xếp vào loại có độ phức tạp cao. Thật không may, có những nạn nhân trong số các nhân viên của cơ sở dầu mỏ và họ đang được điều trị y tế. Những nhân viên còn lại đã được di tản. Kondratyev cho biết trong một tuyên bố và nói thêm rằng khả năng dập tắt ngọn lửa phức tạp vì đám cháy từ các bồn chứa dầu đã nhanh chóng lan sang các tàu dầu. Ít nhất 3 tàu dầu đã bốc cháy, nhưng vẫn chưa biết đám cháy đã được dập tắt chưa và thiệt hại ra sao. Trung tá Pletenchuk cho biết, Nga đã đóng cửa cả tuyến phà và cầu Kerch từ hôm thứ Năm, buộc dân thường và quân đội phải sử dụng con đường xuyên qua các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm ở phía nam Ukraine để đến Nga. Điều này sẽ gợi ý cho quân xâm lược Nga, những người đã di chuyển bất hợp pháp đến Crimea của chúng tôi trong 10 năm qua, rằng ngày càng có ít cơ hội để họ rời khỏi bán đảo này. Họ có thể rời khỏi Crimea của Ukraine ngay bây giờ, vì điều đó sẽ không thể thực hiện được trong tương lai. Trung tá Pletenchuk nói. Canh bạc Kharkiv của Putin đã phản tác dụng như thế nào? Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề How Putin's Kharkiv Gamble Backfired. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Cuộc tấn công mới của Nga vào khu vực Kharkiv phía đông bắc Ukraine đã làm được điều mà Tổng thống Volodymyr Zelensky vận động trong nhiều tháng nhưng không thành công. Đó là bảo đảm khả năng của Kyiv bắn vũ khí tiên tiến của phương Tây vào lực lượng Moscow tư khoa trong biên giới của họ. Việc Nga tiến vào khu vực biên giới Kharkiv, nơi giao tranh đang diễn ra cách Kharkiv khoảng 15 dặm về phía bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, và là một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng, đã thúc đẩy những người ủng hộ NATO của Kyiv tham gia vào một loạt các hoạt động ngoại giao và quân sự. Kết quả là các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine hiện đang tàn phá các lực lượng Nga hoạt động ở vùng Belgorod. Hoạt động của Nga dọc biên giới đã chậm lại với tốc độ chậm chạp quen thuộc. Với việc Ukraine triển khai nhanh chóng lực lượng dự bị dường như đã tránh được nguy cơ có một bước đột phá đáng kể hướng tới Kharkiv, một khu vực chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, các khu vực xung quanh thị trấn biên giới Vovchansk đang bị tàn phá bởi kiểu chiến đấu tiêu hao hiện nay, đồng nghĩa với lực lượng của Mạc Tư Khoa đang mất dần lực lượng trong một cỗ máy xay thịt. Ivan Stupak, cựu sĩ quan cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU và hiện là cố vấn cho Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine, nói với Newsweek. Chiến tranh vẫn đang diễn ra ác liệt, chiến tuyến gần như vẫn như cũ. Mặc dù lực lượng Nga đã chiếm được hơn 170 km² ở Kharkiv, nhưng tác động lâu dài của cuộc tấn công về phía đông bắc có thể khiến lực lượng Mạc Tư Khoa kém an toàn hơn. Mối lo ngại của phương Tây về bước đột phá của Mạc Tư Khoa đã thúc đẩy Mỹ và một số đồng minh nới lỏng các giới hạn lâu dài đối với việc Kyiv sử dụng vũ khí của họ bên trong lãnh thổ Nga, Stupak nói, nơi từng là nơi trú ẩn an toàn tương đối ở Belgorod, bất chấp các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và xâm nhập của các chiến binh Nga thân Kyiv đã không còn nữa. Máy bay điều khiển từ xa chỉ là đồ chơi, chúng không thể làm hỏng nhiều xe tăng hoặc thiết bị hạng nặng. Ông nói về quy mô hoạt động xuyên biên giới trước đây của Ukraine, nhưng HIMARS thì có thể. Chúng tôi vui mừng hơn khi thực hiện các cuộc tấn công này, bởi vì bây giờ đôi tay của chúng tôi đã được cởi trói, Stupak nói thêm, đồng thời lưu ý rằng Ukraine đã tấn công thành công hệ thống phòng không S-400 ở Belgorod trong vòng vài ngày kể từ khi Mỹ chấp thuận các cuộc tấn công ở đó. Hiện tại, sự chấp thuận của Mỹ cho các cuộc tấn công ở Nga chỉ giới hạn ở các khu vực gần Kharkiv, cụ thể là ở Belgorod, nơi chiếm phần lớn biên giới chung phía đông bắc. Nhưng với việc các lực lượng Nga được cho là cũng đang tập trung hoặc di chuyển qua khu vực Kerch và Voronezh, Kyiv sẽ muốn mở rộng vùng tiêu diệt đang phát triển của mình. Quả thực, việc phát triển một đoàn xe của Nga ở Kerch được công bố rộng rãi có thể là dấu hiệu của những điều sắp xảy ra. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên trong tuần này rằng Mỹ sẽ đàm phán với Ukraine về việc mở rộng khả năng sử dụng vũ khí của Mỹ. Băng đã bắt đầu tan chảy, Stupak nói. Ông dự đoán, từng bước một, các đồng minh phương Tây sẽ mở rộng bán kính mà Ukraine được phép tấn công lực lượng Nga bằng vũ khí của NATO. Tuy nhiên, quân đội bị tấn công của Mạc Tư Khoa đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trong hơn 2 năm chiến tranh với thương vong đáng kinh ngạc của quân Nga. Putin dường như cam kết đạt được những chiến thắng mới trên chiến trường với hy vọng đạt được đòn bẩy trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai. Động thái của Điện Cẩm Linh hướng tới Kharkiv có thể chỉ là làn sóng đầu tiên trong số nhiều làn sóng, Tổng thống Zelensky cảnh báo vào tháng trước. Mạc Tư Khoa đang tập trung quân ở biên giới với phía đông bắc Syria, với cảnh báo của Giám đốc tình báo quân sự Kyiv Trung tướng Kyrylo Budanov vào tháng 5 rằng đây có thể là mục tiêu tiếp theo. Chúng tôi không biết chính xác họ sẽ chọn gì, Stupak nói, đồng thời lưu ý rằng Mạc Tư Khoa cũng có thể chọn mở các mặt trận mới ở phía bắc Kharkiv với mục đích chiếm giữ thành phố này hoặc tăng gấp đôi diện tích nổi bật hiện có ở Vovchansk. Kyiv đã buộc phải triển khai lực lượng dự bị để ngăn chặn cuộc tấn công ở Kharkiv, và các lực lượng Ukraine có thể tỏ ra bị dàn mỏng nếu phải phòng thủ trước nhiều mũi tấn công. Viễn cảnh về sự hiện diện sâu hơn của NATO ở Ukraine hoặc sự gia tăng sử dụng vũ khí của phương Tây trên lãnh thổ Nga đã làm dấy lên những mối đe dọa hạt nhân mới từ Mạc Tư Khoa. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã lên án điều mà ông gọi là chính sách kích động một mức độ căng thẳng mới. Ông nói thêm, các quốc gia NATO có ý định tiếp tục cuộc chiến với Nga, một cuộc chiến theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Tất nhiên điều này chắc chắn sẽ kéo theo những hậu quả của nó. Cuối cùng nó sẽ rất có hại cho lợi ích của những quốc gia đã chọn con đường leo thang, ông Peskov nói thêm. Các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đặc biệt là Hoa Kỳ, các thủ đô Âu Châu khác trong những ngày và tuần gần đây đang tiến gần đến một đợt căng thẳng leo thang mới. Họ đang cố tình làm điều này. Cựu Tổng thống và cũng là cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev không còn được coi là một trong những nhân vật quyền lực cốt lõi, nhưng vẫn là phong vũ biểu cho những người diều hâu ủng hộ chiến tranh ở Nga, tỏ ra kém tế nhị hơn. Cảnh báo các quốc gia NATO trước một sai lầm chết người với mối đe dọa được che giấu một cách mỏng manh về cả chiến thuật và chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân. Than ôi, đây không phải là sự đe dọa hay lừa đảo hạt nhân, ông Medvedev khẳng định. Xung đột quân đội hiện nay với phương Tây đang diễn biến theo kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Có sự leo thang liên tục về sức mạnh của vũ khí hiện hành của NATO. Vì vậy, ngày nay không ai có thể loại trừ việc chuyển cuộc xung đột sang giai đoạn cuối cùng. Thống đốc Ukraine cho biết Nga lập chạy lọc ở Vovchansk, dấu chỉ cho thấy Nga sắp rút lui. Nga đã thành lập các chạy lọc ở thị trấn Vovchansk đang bị bao vây. Thống đốc tỉnh Kharkiv Oleksiy Hromov cho biết hôm thứ Tư mùng 5 tháng 6. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia, Syniehubov nói rằng mặc dù có rất ít người ở lại trong khu vực thị trấn bị lực lượng Nga xâm lược, nhưng những người ở đó bị đối phương sử dụng làm lá chắn sống. Ông nói thêm, và theo thông tin của chúng tôi, các trại thanh lọc đã được thiết lập ở đó. Các trại thanh lọc được lực lượng Nga sử dụng để xác định và ghi lại thông tin về người Ukraine ở các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm. Những người đi qua họ thường bị tra tấn, bạo lực tình dục và các hành vi vi phạm khác, đôi khi trước khi bị cưỡng bức bắt cóc đưa sang Nga. Trong suốt cuộc xâm lược của Putin vào Ukraine, các trại thanh lọc luôn luôn được thiết lập trước khi quân Nga rút lui để quyết định xem những ai sẽ bị cưỡng bức bắt cóc đưa sang Nga và những ai chúng sẽ giết chết tại chỗ, Thống đốc Syniehubov nói. Nga phát động một cuộc tấn công mới vào ngày 10 tháng 5 ở phía bắc tỉnh Kharkiv và Vovchansk trở thành nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất. Tính đến ngày 30 tháng 5, các lực lượng Nga tiếp tục kiểm soát một số khu định cư trên hai trục riêng biệt, một gần thị trấn Vovchansk và một về phía làng Lipsy, nơi họ đã tiến tối đa chỉ 10 cây số tính từ biên giới bang. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm thứ Tư mùng 5 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksiy Hromov cho biết lực lượng Ukraine kiểm soát khoảng 70% thị trấn tính đến ngày 31 tháng 5. Ông mô tả Vovchansk là gần như bị phá hủy, trong khi Nga tiếp tục tấn công các khu định cư lân cận khác, gây thương vong cho dân thường. quân Ukraine đã tấn công qua biên giới, phá hủy các hệ thống phòng không của Belgorod, cắt các đường tiếp tế, nên quân Nga đang chiến đấu ở khu vực Kharkiv đang lũ lượt ra đầu hàng. Tổng thống Latvia cảnh báo 3 mục tiêu tiếp theo của Putin được tiết lộ khi ông lên kế hoạch chiếm đất kiểu Hitler để xây dựng lại đế chế Nga. Tờ The Sun có trụ sở ở London cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Vlad's Conquest, Putin's Next Three Targets Revealed as He Plans Hitler-Style Land Grab to Rebuild Russian Empire, Latvia President Warns. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Nhà lãnh đạo Latvia cảnh báo Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine và đã nhắm vào 3 mục tiêu nhằm xây dựng lại đế chế Nga. Tổng thống Edgars Rinkevics cho biết việc chiếm giữ vùng Baltic sẽ là giai đoạn thứ hai trong giấc mơ loạn trí của tên bào chúa nhằm dựng lại một đế chế đã mất. Tại trụ sở chính của RUSI, ở Whitehall, Tổng thống Rinkevics đã đưa ra đánh giá nghiêm chỉnh về tương lai không ổn định của an ninh Âu Châu trước một nước Nga ngày càng hung hãn. Ông cho biết tất cả các kết quả của cuộc chiến kéo dài 27 tháng của Nga chống lại Ukraine có thể sẽ dẫn đến đổ máu nhiều hơn khi Điện Cẩm Linh bị dẫn dắt bởi sự phẫn nộ đối với đế chế đã mất của mình. Rinkevics nói, nếu Nga cảm thấy mình đã thắng ở Ukraine, thì sự cám dỗ sẽ tiếp tục diễn ra. Nếu cảm thấy mình bị đánh bại, họ sẽ có mong muốn trả thù. Và mục tiêu đầu tiên trong sứ mệnh xây dựng lại đế chế Liên Xô của Putin sẽ là chinh phục Moldova, vùng Kavkaz và các khu vực Trung Á, ông nói. Cuộc chiếm đất rộng rãi theo kiểu Hitler này có thể bao gồm các quốc gia như Armenia, Azerbaijan, Georgia, cũng như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Tất cả các mục tiêu này đều là các vùng đất từng chịu ảnh hưởng của Nga. Trật tự an ninh của Âu Châu sẽ bị đe dọa trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập niên tới. Rinkevics cảnh báo trong chuyến thăm 3 ngày tới Vương quốc Anh vào tuần này. Khi gặp vua Charles, Rinkevics cho rằng quốc gia nhỏ bé của ông đang chiến đấu chống lại một cuộc chiến tranh hỗn hợp do Điện Cẩm Linh tiến hành. Rinkevics nói, Latvia có sợ Nga tấn công không? Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Ông không tin rằng có mối đe dọa sắp xảy ra về việc Nga xâm lược Latvia trong vài năm tới do mạng lưới an toàn của NATO. Tuy nhiên, mối quan tâm của ông là làn sóng tấn công hỗn hợp đang được tung ra nhằm gây bất ổn cho đất nước ông. Ông nói, Nga ngày càng hoạt động nhiều hơn ở vùng xám này. Nga đang kiểm tra biên giới của chúng tôi, thực hiện các cuộc tấn công phá hoại. Các cơ quan an ninh của chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm. Đã có nhiều vụ bắt giữ. Công dân đang được tuyển dụng trên mạng xã hội và những hành vi giả mạo sâu sắc đang can thiệp vào các chiến dịch bầu cử. NATO sẽ phản ứng thế nào? Vị Tổng thống hỏi. Liên quan đến Ukraine, thông điệp của ông rất rõ ràng. NATO đang thất bại trong việc hỗ trợ. Chính trị gia này yêu cầu liên minh phải rõ ràng hơn trong cam kết lâu dài với Ukraine và thất vọng vì sự chậm trễ trong việc giao vũ khí của phương Tây. Ông chỉ trích những cụm từ mơ hồ được các chính trị gia phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, đưa ra cam kết hỗ trợ Kyiv bao lâu còn cần thiết hoặc nhiều nhất có thể nếu cần thiết. Thay vào đó, ông muốn có những bảo đảm chặt chẽ để có thể đưa ra các quyết định chiến thuật cần thiết. Rinkevics đang chuẩn bị đưa ra lập luận cốt lõi của mình rằng vũ khí phương Tây phải được cung cấp cho Ukraine mà không có ràng buộc nào. Ông nói, chúng ta phải gửi thêm mọi thứ đến Ukraine và để họ sử dụng theo sự phân định của họ. Ukraine sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu rất tốt khi có thứ họ cần. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lập luận trong nhiều tháng rằng việc cấm tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga đã giúp Putin giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ông nói rằng, điều đó khiến quân đội của ông không thể quét sạch các căn cứ quan trọng được sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine và bất lực trong việc ngăn chặn cuộc tấn công Kharkiv mới của Mạc Tư Khoa. Trong khi Anh ám chỉ Ukraine được phép làm những gì họ muốn, thì Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép hỏa tiễn tầm xa của nước này bắn vào Nga. Rinkevics không đồng tình với lập luận cho rằng việc cho phép lực lượng Kyiv tấn công đất Nga bằng vũ khí phương Tây sẽ làm leo thang căng thẳng giữa NATO và Nga. Ông nói, Nga luôn leo thang bất kể các cố gắng làm hài lòng Putin. Ông cũng đề cập đến những nỗ lực gần đây của Nga nhằm vẽ lại biên giới biển với Latvia và Lithuania, cũng như xóa bỏ các điểm đánh dấu biên giới ở vùng biển Estonia. Khi Mạc Tư Khoa tăng cường các mối đe dọa leo thang đối với các nước NATO láng giềng, họ đang đáp trả bằng sự tăng cường quân sự. Latvia cùng với Lithuania và Estonia có một kế hoạch lớn nhằm xây dựng mạng lưới hàng trăm hầm trú ẩn để bảo vệ sườn phía đông của NATO. Bộ ba này cũng là một phần trong kế hoạch mới được ký kết nhằm tạo ra một bức tường máy bay điều khiển từ xa, trải dài từ Na Uy đến Ba Lan để bảo vệ Âu Châu khỏi mối đe dọa từ Nga. Hàng ngàn máy bay điều khiển từ xa giám sát và có thể có vũ trang sẽ được triển khai để tuần tra vùng biên giới căng thẳng. Trao đổi với The Times về kế hoạch, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cho biết Âu Châu đã quay trở lại những ngày đen tối nhất của chiến tranh lạnh. Ông tiết lộ rằng các máy bay điều khiển từ xa sẽ theo dõi các nỗ lực của Nga và Belarus nhằm sử dụng số lượng lớn người di cư làm vũ khí và các hành động khiêu khích khác. Mặc dù ông cho biết máy bay điều khiển từ xa chủ yếu sẽ được sử dụng để trinh sát, nhưng ông không loại trừ khả năng máy bay điều khiển từ xa có vũ trang cũng có thể được triển khai. Zelensky mô tả tình hình nguy cấp mà Ukraine phải đối mặt và nói rằng những tuần này sẽ quyết định năm nay. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết dù mới chỉ là đầu tháng 6, nhưng những tuần tới có thể quyết định số phận của cuộc chiến ở Ukraine trong thời gian còn lại của năm. Phát biểu trong bài phát biểu hàng ngày vào tối mùng 4 tháng 6, ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công chính và mạnh nhất của Nga hiện là ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Mạc Tư Khoa đang tiến lên đều đặn và vẫn là mục tiêu chính của Điện Cẩm Linh. Như Kyiv Independent đã đưa tin, quân đội Nga di chuyển về phía Tây từ đống đổ nát của Bakhmut và Avdiivka đã có thể tràn ngập hàng chục thị trấn nhỏ và đến gần Chasiya. Ở những nơi khác trên chiến trường, Zelensky nhắc lại rằng tình hình ở Kharkiv đã ổn định và cảm ơn từng chỉ huy và binh sĩ đã tham gia vào nỗ lực này. Ông cũng cho biết ông đã nhận được báo cáo từ các bộ về việc sản xuất và mua sắm máy bay điều khiển từ xa. Ông nói thêm rằng chúng đã đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường trong những tuần gần đây dưới sự chậm trễ của việc cung cấp vũ khí cho phương Tây. Ông nói, vào thời điểm chúng tôi đang mong đợi nguồn cung cấp pháo binh từ các đối tác của mình, máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất thực sự đã cứu được mặt trận. Đề cập đến những khó khăn lớn hơn mà Ukraine hiện đang phải đối mặt, ông Zelensky cho biết những tuần tới sẽ quyết định toàn bộ mùa hè và theo nhiều cách là cả năm. Ông nói thêm, cả về mặt Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình, sự đoàn kết của thế giới xung quanh Ukraine, mối quan hệ của chúng ta với Liên hiệp Âu Châu, các vị trí tiền tuyến và sản xuất trong nước. Trong khi khoảng 107 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu của Ukraine, vẫn có một số sự vắng mặt đáng chú ý. Saudi Arabia không có kế hoạch tham dự do Nga chưa được mời. Thông tin được đưa ra hôm 2 tháng 6. Và vào ngày 3 tháng 6, Tòa Bạch Ốc cho biết Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ tham dự, xác nhận rằng Tổng thống Joe Biden sẽ bỏ lỡ sự kiện này vì nó trùng với buổi gây quỹ chiến dịch mà ông dự kiến tham dự cùng với những người khác, George Clooney, Julia Roberts và Jimmy Kimmel. Các hành lang trên bộ của NATO sẽ đưa quân đội Mỹ ra tiền tuyến trong bất kỳ cuộc chiến nào ở Âu Châu trong tương lai, Telegraph đưa tin. NATO đang tạo ra một loạt hành lang trên bộ sẽ được sử dụng để đưa quân đội Mỹ đi khắp Âu Châu đối đầu với lực lượng Nga trong trường hợp xảy ra xung đột lớn với Mạc Tư Khoa. The Telegraph đưa tin hôm thứ Tư mùng 5 tháng 6. Những cảnh báo về việc Điện Cẩm Linh có thể tấn công một quốc gia NATO trong tương lai gần đã gia tăng mức độ khẩn cấp trong những tháng gần đây. Eric Christopherson, tướng hàng đầu của Na Uy cho biết Liên minh quân sự chỉ có 2 đến 3 năm để chuẩn bị, Bloomberg đưa tin hôm 3 tháng 6. Tướng Christopherson nói, có lúc có người nói rằng Nga sẽ mất 10 năm trước khi khôi phục lại năng lực tấn công, nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa có đầy 10 năm vì cơ sở công nghiệp hiện đang hoạt động ở Nga. Tại cuộc họp của NATO ở Vilnius năm ngoái, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý phát triển các kế hoạch mới để bảo đảm liên minh có thể cung cấp 300.000 quân ở trạng thái sẵn sàng cao. Theo The Telegraph, quân đội và thiết giáp của Mỹ sẽ đổ bộ vào một trong 5 cảng ở Hà Lan, Hy Lạp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Na Uy. Từ đó họ sẽ đi qua các hành lang trên bộ đến các nước NATO giáp Ukraine. Những hành lang trên đất liền này sẽ không có những hạn chế mang tính hành tránh địa phương mà trước đây đã cản trở việc di chuyển của quân đội và thiết giáp, khiến họ bị mắc kẹt ở biên giới. Các kế hoạch trước đây của NATO chỉ cho phép quân đội Mỹ đổ bộ vào Rotterdam ở Hà Lan, nhưng kinh nghiệm của Ukraine về các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tầm xa kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện đã khiến họ phải suy nghĩ lại. Việc mở rộng số lượng cảng và có nhiều hành lang trên đất liền có nghĩa là nếu một cảng bị tấn công thì những cảng khác vẫn có thể sử dụng được. Trung tướng Alexander Sofrank, nhà lãnh đạo Bộ Chỉ huy Hỗ trợ chung của NATO, nói với The Telegraph, mọi thứ đều được tạo ra theo cách để có khả năng phục hồi cần thiết, sức mạnh, nguồn dự trữ và cả nguồn dự phòng. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về khả năng phòng không của NATO cần thiết để bảo vệ quân đội khi họ di chuyển khắp Âu Châu. Tờ Financial Times ngày 29 tháng 5 dẫn các nguồn tin cho biết, hơn 2 năm sau cuộc chiến toàn diện của Nga với Ukraine, khả năng phòng không của sườn phía đông NATO chỉ ở mức 5%, được coi là cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công. Các thành viên NATO ở Trung và Đông Âu trong những tuần gần đây đã công bố kế hoạch nhằm cải thiện khả năng phòng không tập thể của họ nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Theo các nguồn tin giấu tên nói chuyện với Financial Times, khả năng phòng không hiện tại của sườn phía đông NATO là chưa đủ. Một nhà ngoại giao NATO nói với Financial Times rằng phòng không là một phần quan trọng trong kế hoạch bảo vệ Đông Âu khỏi bị Nga xâm chiếm, và hiện tại chúng tôi không có thứ đó. Mạc Tư Khoa sẵn sàng tấn công huấn luyện viên quân sự Pháp ở Ukraine. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Moscow ready to strike French military trainers in Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 6, Nga đã đáp trả bằng lời đe dọa leo thang mới trước những thông tin cho rằng Pháp có thể sớm cử các huấn luyện viên tới giúp đỡ quân đội Ukraine. Phát ngôn nhân Điện Kremlin linh Dmitry Peskov nói với báo chí theo một báo cáo từ hãng tin AFP của Pháp, không có người hướng dẫn nào tham gia huấn luyện quân đội Ukraine có quyền miễn trừ. Peskov nói thêm, việc họ có phải là người Pháp hay không, không quan trọng. Tuần trước, chỉ huy hàng đầu của Ukraine Oleksiy Hromov cho biết các huấn luyện viên người Pháp sẽ sớm đến Ukraine sớm. Le Monde đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này, nhân lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ ID ở Pháp, có thể sớm công bố một liên minh nhỏ gồm các quốc gia sẵn sàng cử huấn luyện viên đến Ukraine. Ngày nay, không có sự đồng thuận nào về việc chính thức gửi, tiếp nhận và xác nhận lực lượng lục quân. Nhưng trong một tình huống năng động, không nên loại trừ bất cứ điều gì, ông Macron nói vào tháng 2. Putin tuần trước cho biết đã có các chuyên gia đến Ukraine dưới vỏ bọc lính đánh thuê. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói rằng Mạc Tư Khoa đã xác nhận thông tin rằng Pháp đang chuẩn bị gửi quân tới Ukraine. Tổng thống Biden nói hòa bình ở Ukraine không có nghĩa là thành viên NATO. Hòa bình ở Ukraine có nghĩa là sự bảo đảm rằng Nga sẽ không bao giờ xâm lược đất nước này nữa nhưng tư cách thành viên NATO của Kyiv là không cần thiết cho điều này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Times đăng ngày 4 tháng 6. Tổng thống Biden nói rằng trước đây ông chưa sẵn sàng ủng hộ NATO hóa Ukraine. Một phần của điều kiện hòa bình ở Ukraine là mối quan hệ với Kyiv cũng như các quốc gia khác nơi chúng tôi cung cấp vũ khí để họ có thể tự vệ trong tương lai. Hòa bình có nghĩa là bảo đảm rằng Nga sẽ không bao giờ xâm lược Ukraine. Hòa bình trông như thế đó. Và điều đó không có nghĩa là NATO, họ là một phần của NATO, Tổng thống Biden nói. Kyiv đã không nhận được lời mời như mong muốn, cũng như thời hạn chắc chắn để gia nhập liên minh trong Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2023 tại Vilnius, mặc dù NATO đã thực hiện các bước thắt chặt hợp tác. Giới chức Ukraine bày tỏ hy vọng cuộc gặp ở Washington dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 7 sẽ mang đến tín hiệu rõ ràng hơn. Julian Smith, đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Kyiv khó có thể nhận được lời mời trở thành thành viên tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh vào tháng 7, đồng thời hứa sẽ đưa ra gói an ninh làm cầu nối cho các thành viên. Tuy nhiên, vấn đề là nếu chúng ta để Ukraine đi xuống, hãy ghi nhớ lời tôi. Bạn sẽ thấy Ba Lan ra đi và bạn sẽ thấy tất cả những quốc gia đó dọc theo biên giới thực sự của Nga, từ Balkan và Belarus, tất cả những quốc gia đó sẽ lần lượt có chiến tranh với Nga, Tổng thống Biden nói thêm. Reuters cho biết Đức có kế hoạch đặt mua thêm 200.000 quả đạn pháo từ Rheinmetall. Berlin dự định đặt mua thêm 200.000 quả đạn pháo từ nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall so với dự kiến ban đầu. Reuters đưa tin hôm 4 tháng 6, trích dẫn một lá thư chính thức mà họ thu được. Số đạn pháo mới được cung cấp sẽ giúp bổ sung nguồn dự trữ của Đức khi Berlin tiếp tục hỗ trợ Kyiv tự vệ trước cuộc chiến đang diễn ra của Nga. Quân đội Đức đặt mục tiêu mua thêm 200.000 quả đạn pháo 155 ly trị giá khoảng 880 triệu euro hay 960 triệu Mỹ Kim, theo thỏa thuận với Rheinmetall. Bức thư từ Bộ Quốc phòng Đức gửi Ủy ban Ngân sách của Quốc hội cho biết như trên. Thỏa thuận này trị giá 1,2 tỷ euro hay khoảng 1,3 tỷ Mỹ Kim và bao gồm hàng trăm ngàn quả đạn pháo. Reuters cho biết, qua việc đặt hàng này, Bộ Quốc phòng Đức cũng muốn bảo đảm rằng Rheinmetall có thể khởi động một dây chuyền sản xuất mới tại thị trấn Anschluss ở miền trung đất nước. Theo hãng tin này, kể từ khi cuộc chiến tổng lực ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, giá trị của Rheinmetall đã tăng hơn 4 lần do số lượng đơn đặt hàng từ các đối tác phương Tây của Kyiv ngày càng tăng. Trước đó, công ty cho biết họ cũng sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất pháo ở Ukraine cùng với các cơ sở chuyên sản xuất xe quân sự, thuốc súng và vũ khí phòng không. Trong hội nghị an ninh Munich vào tháng 2, Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger đã ký một bản ghi nhớ với Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Alexander Kamyshin để sản xuất đạn pháo tại một nhà máy chung khác có trụ sở tại Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.